nhẫn kim cương này, đó, đó, ở nhẫn kim cương đấy, như lúc đến mọi người thấy đi dép thủ ong đỏ, áo thì đi mẹ sư cha tổ, trông như kiểu con bán rau bán dưa ấy, á, đúng không? Chứ còn Lam Định của tao này, nghe rõ này, nếu đúng chất đấy, nhá, nếu đúng chất này, đến đánh vào mặt luôn, thành mình thành Nga với chuyện trò với cái nọ làm đéo thì nếu mà đúng về 10 năm trước nhá, bố mày xuống xe bố mày đánh luôn, đánh từ thằng anh thằng em của mày luôn đấy, làm sao mà đủ lên tiếng mà đứng mà trình bày, đúng không mọi người? Nhưng tao hết cái thời đấy rồi, tao hết thời đấy rồi, tao cũng không phải là cái gì cả, nhưng là đó, chúng mày có làm được gì đâu. Chúng mày nói là việc của mồm, ta nói rồi mà. Đâm môi chém lưỡi vừa thôi. Làm ăn đi, kiếm đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt của mình đi. Sống chuẩn đi. Xã hội này nó không để ý cái ba cái thằng giang hồ đâu. Và từ bây giờ ta đi về, ta bán nước chè, tí ta xuống ta phụ giúp vợ tao nha. Tao không để ý chúng mày đâu, gặp một lần thôi để cho cộng đồng mạng hiểu thôi, để cho các cháu biết là cái loại chúng mày không có cái vẹo gì hết, hình ảnh tính chất minh họa thôi, nó không có giá trị đâu. Chúng mày chỉ có diễn cho diễn đàn ở trên live stream thôi, ở trên trang mạng thôi, ngoài đời chúng mày gặp chúng mày như con chuột đấy. Đó, hiểu chưa? Cụ pha chuồn về nhanh thế, đúng rồi, âm thầm bên em cụ pha luôn, yeah. Là mất đi hình ảnh của anh em Hà Nội. Anh em Hà Nội người ta chất lắm, tao sống ở trên trại rất nhiều những người anh em Hà Nội và xã hội như vậy thôi, vì một hai thành phần những cái con lợn trong mày làm ảnh hưởng đến anh em Hà Nội, nhá. Yeah. Con là lợn nào dám va với chú tế yêu của cháu vậy? Ok Tuấn Hòa nhé. Con di lên mừng Phương. Con Phương, cái thằng tin ấy. Em chào anh Hùng Đỗ Mạnh. Và một lần đây nhạ, để cho nó cảm nhận, nó hiểu về mình một tí. Cảm ơn âm thầm bên em, anh em Lam Định cũng chất mà chuẩn luôn mọi người ạ. Vì là mình có sai đâu, mình chỉ sợ mình sống sai thôi thì mình mới phải luồn cúi. Mình phải đi bóng tối, mình không dám đi ánh sáng đâu mọi người. Chứ mình có chửi bới ai đâu mà nó chửi mình mấy tháng nay, nó réo mình, nhưng mình có chửi ở đâu mọi người. Đó, nhưng gặp rồi đấy, có thấy gì đâu. Mềm như bún. Ôi giời ơi, gọi ra đông thế. Người khác là bỏ chạy là mày quay video ngay, mày quay video mà mày đăng tao bóc phốt tao ngay. Nhưng bố tế điên khác, Di Phương ạ. À, mày cứ thử live stream lâu ấy, ở đất Lam Định này mày cảm nhận luôn như cái con chó này. Tao không đánh mày đâu, nhưng người sợ ôm, người ta nghe mày live stream bẩn, người ta nghe người ta khó chịu, người ta giao đánh mày rồi, vì dân Lam Định tao nó vậy. Không thích màu mè. Lam Định tao chết luôn, nói được làm được, không thôi, để ý, không chấp. Người ta bảo chó sủa người mới đi. Và hôm nay tao dành cho những cái gì đó cho chúng mày, để chúng mày nhục ở trên trang mạng rồi. Thì tao nói này, những thằng giang hồ mõm trên mạng, làm người đi. Bán cái gì, làm cái gì lương thiện đi. Đừng làm bẩn trang mạng để cho các cháu nó học hỏi nhá. Còn bố mày không phải liên kết một thằng nào để câu view, để dàn cảnh đánh nhau. Mà tao bằng thật luôn nhá. Tao sống bằng thật. Tao nghèo, tao không hèn. Tao chỉ chia sẻ những câu chuyện của tao để cho các cháu ấy thôi. Chứ còn tao có đâu phải là đi chửi người lọ, chửi người kia để ấy đâu. Hả? Đúng không? Vì tao đàng hoàng. Nha. Nha. Tao đàng hoàng luôn. Tóm lại chỉ có giao lưu. Đó thôi. À anh Tế. À, không phải giao lưu. À, Võ. À anh. Đúng rồi em ơi. Đúng rồi Ngô Thiện. Bọn nó giao lưu với nhau toàn mõm mà đâm môi chấm lưỡi. Võ Ủy Tế Quyền, Võ Ủy Tế Kiền. Tế Điên thường nói là, Tế Điên thường bảo mà Võ ấy,
Võ Ủ Tư Quyền Lăng Ba Di Bộ, đấy là của Hồng Kông thôi, của kiếm hiệp ngày xưa thôi. Còn bây giờ chỉ có Tẩu Mã Phi Con Chuồn Chuồn. Bố mấy bà mấy ông làm người tốt còn không ăn ai. Dạ bằng ok anh Việt Nam. Người người đểu xã hội này không tồn tại những con người đểu mặt trái. Tồn tại cái người tin nó kể tác chú một cái đá chú hai cái rồi. Nếu mà nó đá chú ấy thì chú không thể thôi, mà không phải thanh minh là gì cả. Nó đá thì nó đã quay được cái video đó, nó đăng lên rồi ấy. Đúng không? Còn tao mà bẩn ấy, tao thì tao đẳng cấp này, đẳng cấp tao hơn chúng mày là như này, 8 đứa lông đít tao không mất. Còn nếu mà tao văn hèn cái bẩn với mày, chúng mày ấy, tao chỉ có bố mày lăn ra ăn vạ phát ấy, camera đầy đường ấy, chúng mày chết rồi. Chúng mày đêm qua chúng mày gặp số 7 rồi. Nhưng bố mày sao phải vậy? Hả? Bố mày sao phải vậy? Bố mày không phải ăn vạ. Chứ còn tao mày biết rồi, tao chỉ cần tao lầm nó phát, có bạn hỏi là tao bảo người ta ngất. Tao ngất, tao chỉ vu cho mày là nó đến nó kéo đến đánh tôi sợ quá tôi ngất thôi. Thì chúng mày đã đi ăn cứt rồi. Nghe chưa? Nhưng bố không thích văn hèn kế bẩn. Lam Định nó là vậy. Lét luôn. Chứ hôm qua mà tao sợ quá, tao giả vờ tao sợ quá, tao lăn, tao ngất đấy. Nhá. Thì chúng mày đang ở số 7 Tiền Quang hết rồi tin ạ. Với con Jimmy Phương ạ. Châu à, tao bo cho mày thêm 8 tiếng nữa. Tao tha cho chúng mày đấy. Tao không chơi pháp luật. Bố mày đầy đủ tư cách. Tao ra gặp mày luôn. Mày gọi tao ra gặp mày luôn. Đấy, mọi người nghe cái clip nó đăng lên, tự đăng lên mà. Chứ mình đi đánh nhau hay là mình làm gì ai phải đi phải quay đúng không? Đó. Nhưng mồm chúng nó chơi văn hèn cái bẩn, nó làm trang mạng để nó kiếm tiền bẩn mà. Nó quay thì mọi người, nó quay thì mình để đấy lên, nó nghĩ là mình chạy. Hoặc là mình phải xin nó, vì nó đi đội hình đông mà, nó phô trương thanh thế. Nó dọa ma, dọa khỉ, nhưng gặp đúng tên điên, thế nên em nó không lên tiếng. Mọi người thấy có thằng em mà lên tiếng không? Đúng không? Đó. Thì nó chỉ đăng một cái đoạn nó đấy, sao mày không đăng lốt cả những cái đoạn tao chửi mày đi à, sao mày không đăng cái lúc mày ngồi lên xe cùng với mấy thằng em mày đi như con chó đi, nhưng bố mày vẫn chưa tha cho mày. Bố mày lên khách sạn để ở đâu bố mày quay cho mày xem đấy, nói chuyện không chửi anh ok em nhé. Xin lỗi em điều hòa máy giặt, xin lỗi mọi người vì ức chỗ mà mai thì mọi người nghe thì không bao giờ có tiếng có từ bậy mồm đâu, mọi người thông cảm vì là mình phải như này, không là chúng nó cứ dựa vào người anh người lọ kia, nó suốt ngày đi chửi người khác, người ta chả làm ăn gì, người ta chả liên quan đến cuộc đời chúng nó, suốt ngày nó chửi với nó bảo đánh người lọ đánh người kia đấy, đến thì rất đông về cũng rất đông, chả làm được gì người ta, xong rồi lại lại live stream kể đá một cái đá hai cái rồi tát một cái. Thằng bố chúng mày video đâu khẳng định đi, mày quay tao cái clip mày mày tung lên mạng người tao cái, hay là tao chửi các con chị mày 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 đăng lên mà mày không thấy nhục à? Ừ. Đúng rồi em ơi, mày cứ bảo là mày mày cứ dựa vào, mày biết anh Sơn Thủy Khê là chú của mày, mày gọi là chú của mày trước chưa lên Hà Nội mày nghe nhá, chưa lên Hà Nội anh Sơn gọi tao, thì hai người em của tao đang đám cưới ở chỗ là cũng là cháu của anh Sơn Thủy Khê đó, anh Sơn Thủy Khê gọi cho tao đang ngồi với cả anh Thịnh Chập Vĩnh Chiếc nhá, và tao chỉ bảo với anh Sơn Thủy Khê là anh ơi, anh bảo với thằng Tin thằng cháu anh ấy, em chả làm gì nó đừng chửi em đó. Anh bảo em ơi chấp làm gì, nó bảo em chấp làm gì, đây là nó live stream, nó bảo nó là cháu anh và con Jimmy Phương đấy ngồi ở chỗ anh Hải, cứ bảo em anh Hải chứ anh Hải cái gì có cái loại em như mày, nói luôn nó nhanh này đó nhá nhá, mày ngồi với anh Sơn thì khoe, mày cứ bảo là mày cũng là em anh Sơn, hiểu nhá, mày cảm nhận chưa?
Đúng rồi, Tú Nguyễn ạ, anh Tú Nguyễn ạ, xóa sổ ra hồ mõm luôn để cho nó hết, để cho khẳng định luôn chúng nó, hình ảnh của chúng nó luôn, để sau đỡ lên trang mạng, đỡ chửi người nhá, gửi thông điệp luôn này nhá, đó nhá. Đó. Mày làm xấu mặt các anh ở trên Hà Nội, còn các anh của tao chất nó đéo có những người em như mày đấy nhá. Vì những con người như mày chỉ để làm sao làm vấy bẩn lên những người anh em thôi đó. Người ta chả liên quan đến chúng mày, chúng mày cứ nhận vào, chúng mày bỏ cái đồng tiền ra ngồi ăn lẩu ăn liếc, mày cứ ngồi với người anh nọ người anh kia, mày cứ live stream, mày cứ bảo là cái gì mày là em nghỉ lọ em nghỉ, xong bắt đầu mày chửi cái kia đấy, gặp bố mày rồi đấy, gặp bố mày rồi đấy. Bố mày là chỉ là thằng bình thường nhất Lam Định này nhá, mày còn không làm được gì thì mày làm sao mày dám mày gặp được những anh em Lam Định của tao. Anh em Lam Định tao nhiều tay đâm tay pha lắm, nhưng bây giờ họ không đâm không pha nữa đâu, họ toàn cầm xúc xích lạp sườn người ta ăn thôi, đó là đẳng cấp. Cảm ơn Việt Phùng.